Bí kíp tuyệt học THOL dành cho Zinner đích thực. Kỹ thuật tập luyện, kiến thức cơ bản nâng cao, kinh nghiệm, kỹ năng văn hóa gym, vì chất lý, thể hình phục vụ cuộc sống. Thể hình online school. Chào mừng các bạn đến với chương trình THOL School cuối cùng của ngày hôm nay, thứ tư. Và chương trình này sẽ được phát như thường lệ vào tối 24/6, trực tiếp live stream trên Facebook và được phát lại sau khi dựng video hoàn chỉnh trên YouTube. Tôi Duy Nguyễn rất vui đồng hành với các bạn trong chương trình này. Và trong chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ so sánh một sản phẩm, đó là Dark Master với một nhánh sản phẩm được gọi là BCAA. Tại sao chúng ta cần phải so sánh hai sản phẩm này? Tại vì hai sản phẩm này bây giờ cái team BCA nó đông lắm bạn. Team BCA nó đông lắm. Đó, nè. Team BCA nó một nồi luôn. Yeah. Rồi nó còn thằng Estengo đâu rồi? Ở bên đây. Nó team BCA nó đông lắm bạn này. Cuộc chiến không cần sức. Đây. Đó, cuộc chiến không cần sức giữa hàng này với này. Thì thằng này nó hổ báo bạn. Nhìn thằng này nó bự không? Thì sau khi một hàng màn hội ý trong team BCA, mặc dù thấy này bự quá không biết võ công sao hết, đưa này ra đo cân. Tại vì này nó cũng bự nhất trong team BCA. Nó bự nhất không có nghĩa là võ công nó cao nhất nha các bạn. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Hai này vô khán đài, bốn thằng này còn lại vô khán đài ngồi coi. Cùng lắm chút ra nó hốt xác này về thôi. Không biết nào thắng nào nha. Để đây. Có một cái nghịch lý rất là đẻo bạn. Thằng này nó nhỏ con vậy đó, nó 1.4 triệu trợ giá, thằng này 900.000 cũng trợ giá, nghịch lý vậy đó. Thằng nhỏ 1.4 triệu, thằng bự 900, còn quýnh thằng nào ăn nào đây. Đó. Thì thằng này nó mạo danh là intra một cao đó, trong khi thằng này nó không phục, nó nói ê tao mới là intra một cao chính hiệu nè, mà vô mà giả danh hả mày, mày lưu manh giả danh trí thức là không được với anh đâu nha cưng. Đó. Tại sao này nó mạo danh intra một cao? Tại vì bạn thấy trên website của hãng nó ghi là chữ intra hoặc cao. Còn ở đây không thấy ta. Trên nhãn thì không có, nhưng mà trong website của hãng này nó ghi thằng này là intra hoặc cao. Thằng này nó biết được thông tin đó, nó ghét quá, nó lên nó ngủ hết đấu. Nói ai mày intra hoặc cao mày thách đấu với tao coi. Tao mới là intra hoặc cao chính hiệu mà dám láo hả? Rồi, ok. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào vấn đề về thằng nào là intra hoặc cao. Anh đang nói intra hoặc cao hoàn chỉnh nha. Intra một cao hoàn chỉnh. Như bạn biết, trong một buổi tập, lúc chúng ta tập chúng ta cần có cái gì chúng ta mới tập được? Chúng ta còn cái gì? Suy nghĩ nè. Thinh kinh lắc toàn ten. À, vậy thì chúng ta tập được, chúng ta phải cần phải có hệ năng lượng ATP đúng không? Có ATP mới tập được chứ, không ATP tập bằng niềm tin nè. Như vậy thì cần cái gì để phục hồi ATP ạ? À? Có phải là creatine không ạ? À? Có phải là carb không ạ? À? Có phải là gì nữa? BCA chắc là không rồi. BCA không có tham gia ATP gì nha. Fat đúng, nhưng mà không ai đem uống fat vô để xin ATP mà làm nên trao một cao cả. Không có thằng nào vừa tập vừa uống vừa ăn hết nha. Chắc chắn vậy luôn. Đúng không? Thì cáp là luco. Đó, luco là cáp mà nói giờ mình nó ngắn gọn thôi. Như vậy nếu mà xét trên hai thành phần đó thì thằng này không nghĩa địa gì rồi. Điện giải, ok, này có điện giải được, điện giải. Đây chi để tôi phục hồi khoáng chất. Tôi phục hồi khoáng chất để tôi làm những việc kia. Như vậy nếu mà xét trên ATP thì thằng này nó knock out là cái một rồi. Tại sao? Tại bạn nhìn thành phần này rất là khủng bố bạn. Thành phần này rất khủng bố nha. Nó bây giờ mà muốn nó khủng bố như thế nào, nhìn sơ qua coi nó có nem không mấy bạn. Bạn nào có hũ Dark Master trên tay, bạn cầm bạn nhìn giùm anh coi những cái sản phẩm trong đây nó có thương hiệu không các bạn. Những thành phần trong đây nó có thương hiệu không ạ? À? Đầu tiên nhìn trời coi dữ ghê vậy, nó cái cáp thôi mà cái thương hiệu nó dài quá bạn ơi, đọc không nổi luôn á. Dịch sơ sơ nè, dịch sơ sơ nha, dịch sơ sơ thôi. Cái cáp của thằng này nó dùng để làm gì nè, là cái trữ lượng luco rất nhanh
một cái trữ lượng carb rất nhanh để phục hồi glycogen. Bạn chỉ cần hiểu được cái chữ phục hồi glycogen thôi và đẩy insulin lên cao đó. Trong tập thuộc cần insulin cao, vậy thằng này nó có carb nhanh để phục hồi glycogen bị tổn thương và nó đẩy đẩy insulin lên cao. Có nhiều các bạn, có nhiều, nhìn trong dấu ngoặc, nhìn dấu ngoặc nha, 28,167 mg. Đó, anh Duy đang hướng dẫn các bạn cách đọc nhãn chuyên sâu đó các bạn. Vậy là carb là có thương hiệu. Trong lúc tập đã gọi là intra hoặc cao thì tôi cần phải có carb để tôi phục hồi cái lượng glycogen bị hư, bị hao, bị mất. Ủa giờ quay lại, tại sao lượng glycogen bị hư, bị hao, bị mất? Khi mà đẩy một rep cái bạch, giả sử anh nói là tốn 1 calo, anh không biết tốn nhiều cả, nói đại, anh nói cho các bạn hiểu chứ không phải nói đúng. Tại vì đẩy một cái chưa tới calo, đúng không? Và đẩy lên một rep bằng tốn 1 calo. Như vậy bạn đẩy 12 rep tương đồng ý với bạn tốn 12 calo. Rồi xong 12 calo nó vô cơ thể mình, nó chia ra đây. Nó chia ra đây. Thằng mỡ, thôi 12 calo còn bắp quá, ta nhường cho hai mày ăn, tao không ăn đâu. Tại nó chết mà, 12 calo mỡ nó chết, nó không vô. Bạn muốn mỡ vô mà phải dụ, bạn phải nhiều vô nó mới vô được. 12 calo mỡ bảo đảm chưa vô, đúng không? Lúc này á thì nó sẽ tính. Giờ còn hai thằng, thằng creatine với thằng với thằng glycogen chia nè. Creatine nó chia với glycogen, thôi giờ thấy cũng 12, thôi chia đại 5, chia đại 66 đi cho nó đỡ mất lòng. Rồi ok 6. Vậy thì thằng creatine nó mất đi, nó mất đi một cái lượng để nó sinh ra 6 calo, và thằng glycogen nó mất đi một cái lượng để nó cũng sinh ra 6 calo. Tức có phải là mất đi 6, mất đi một lượng sinh ra 6 calo không? Thì nó cần một cái lượng glycogen, nó cần một cái lượng gluco khác để nó phục hồi lại glycogen chỗ đó. Thì này nó cung cấp vô. Hiểu chưa? Cái chỗ đó là chỗ quan trọng, hiểu chưa? Rồi. Như vậy thì cũng diện creatine nó đâu giải quyết. Lỡ từ bữa đó tôi ăn cá trích ít sao? Ăn cá trích ít, ăn cá trích mà ít thì ít creatine. Ăn thịt bò ít, đâm ra ít creatine luôn, gặp không biết được mà mua protein bò uống luôn cũng là cũng ít rồi creatine luôn. Mà cái cơ thể của mình nó làm biến, nó không sản xuất creatine là cũng thiếu creatine luôn. Thì không có creatine là kể như đẩy không được luôn, lúc đó là thằng gì gánh tim mà biết không? Thằng đi cô nó gánh tim. Má nói rồi, 12 calo tôi gánh không nổi. Tôi cùng lắm mà tôi đang 6 thì tôi cho tôi gánh 8 thôi. Còn 4 cái kia thiếu thôi kệ bà mày đi, giờ mày đẩy 8 rep thôi. Vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Rồi yên tâm, thằng này có luôn mà. Nhìn vô nhãn nha, mấy bạn phải nhìn vô nhãn. Anh Duy nói mấy bạn mới hiểu. Kiếm. Trời cái gì ghê vậy? Nó có gì ha? Hydroxide amox nè bạn. Ủa, lộn, hydroxide RMOC nè, cái gì multi-price, gì creatine transport, gì mà cell volume, gì từ lúc phức tạp nha. Thôi tạm dịch. Tức là cái công thức creatine mà hydroxide này, nó có cái tác dụng nó là cái gì? Nó là nhiều cái tầng creatine đó, để nó giúp vận chuyển đó, và tăng kích thước tế bào cơ. Nó ghi gì kệ đó, vô giải thích cho. Nó ghi gì mà không hiểu đâu. Cục cơ của mình nó sẽ có cái kho để nó chứa creatine, đúng không? Nếu mà cái creatine trong kho đó sẹp, cục cơ bằng sẹp, nó giống bong bóng vậy bạn, chứ không phải là cái kho là giống như cái nhà. Ví dụ như cái kho nằm trong cái nhà thì cái kho đó có hàng không có hàng, cái nhà nó vẫn không thay đổi thể tích. Nhưng mà bây giờ á, cái cục cơ của bạn nó có hai cái kho, nó có ba kho luôn, hai kho chính nè. Một là kho chứa creatine, hai là cái kho chứa mà gì quên rồi ta, glycogen á, chứa glycogen. Cái kho glycogen hồi nãy anh Duy chỉ rồi, có kho creatine này, thì thằng này nó bổ sung vô. Đó, nó bổ sung vô. Bổ sung nhiêu gram đây? 2,150 gram. Đó. Nhưng mà cái creatine của nó gồm có hai loại, một cái là creatine monohydrate và một cái loại creatine khác. Còn cái thường thường á, bạn uống trong liều cao nó chỉ có một loại thôi. Nó chỉ có một loại là creatine monohydrate thôi nha. Thì tất nhiên là những cái loại creatine khác nhau thì cái cách thức vận hành nó cũng khác nhau chút xíu thôi, chứ nó cũng không có thằng nào tốt hơn nào. Bạn hiểu ý nói không? Tức là đây bạn uống được hai loại creatine đó. Thì nó tóm lại, thằng này là intra hoặc cao thực thụ. Qua những gì anh Duy Nguyễn chứng minh nãy giờ là nó có được hai yếu tố quan trọng là carb nhanh và creatine để nó tái tạo lực lượng ATP bạn bị hao hụt trong quá trình đẩy tạ, qua cái bài toán chia calo hồi nãy anh Duy phân tích.
Ủa vậy gì nói vậy thằng này đồ bỏ à? Không bỏ vậy. Thằng này không bỏ nha. Nhưng mà trong lúc bận tập, bận mệt thì nó phải cần có cái gì đó nó phục hồi. Thì cái đó chính là cái gì? BCA chính là cái gì? Chính là glutamine, chính là acid amin. Đó, thì cái BCA và những cái glutamine và những cái acid amin đó nó mang cái giá trị phục hồi bạn. Bạn hiểu không? Nó mang cái giá trị phục hồi chứ nó không mang giá trị năng lượng. Hai cái đó khác nhau à? Đúng không? Ủa tại sao mang giá trị phục hồi là sao? Giờ không có nó chết hả? Em ứ tin đâu? Ừ không tin gì chứng minh cho sợ nè. Hồi nãy bạn quên đi cái vấn đề mà mở đúng không? Thì khi mà cái cơ thể ta nó bị bức bách, khi mà cơ thể ta tập luyện thì đâu phải là bạn đẩy trong đó không mà bạn ngồi bằng thở nữa đúng không? Bạn có đồng ý anh bạn ngồi bằng thở không? Bạn đẩy xong mà phải ngồi bằng thở thôi chứ không có kiểu nào khác hoặc là ngồi nhắn tin. Thì trong cái quá trình bằng thở bằng nhắn tin á, thằng Mở nó chạy lại kêu hai kia ê hai cu cho tao hùng vốn với cái vụ này tao làm được nè. Thằng Mở nó khôn lắm bạn. Phần ta chọn việc nhẹ nhàng gian khổ để hang bay lo đó. Lúc này Mở nó hang bay nghỉ mệt đi, hang bay vô lo để tại để dù nghỉ ngơi để tao. Tại vì sao? Tại vì nghỉ ngơi là tim mà đập nhanh, bạn thở gấp, cơ thể bạn trao đổi chất ầm vậy nè. Giống như trong người bạn nó có đang 1 triệu chiếc xe chạy đó, thì 1 triệu chiếc xe nó muốn chạy được nó phải có xăng. Thì thằng Mở này cung cấp xăng cho nó. Thằng Mở trong cơ thể bạn á, thằng Mở trong máu, thằng Mở trong gan, thằng Mở trong tùm lum chỗ á, nó cung cấp nhiên liệu cho cái xe bạn chạy. Hiểu chưa? Giả sử nhưng mà thằng Mở nó cung cấp không nổi, đúng không? Thì nó lấy thằng cơ ra đó, mà có thể nó lấy song hành cả thằng cơ lẫn Mở cùng một lúc đó. Vấn đề này chưa ai chứng minh được đâu. Vấn đề này chưa ai chứng minh được đâu nha. Thì khi mà cơ thể nó cần năng lượng thì nó phải dùng cả ba thằng có năng lượng để nó đốt ngược lại. Ba thằng có năng lượng là gì? Protein cá pháp, đúng không? Phát nó lưu trữ dưới dạng cục mỡ lấy ra xài, protein lưu trữ dưới dạng cục cơ lấy ra xài, còn phát nó lưu trữ dưới dạng glycogen lấy ra xài. Thì hai kia đã xài rồi, còn cục cơ chưa xài. Mà bây giờ bạn muốn ngăn chặn không cho cục cơ nó xài thì bạn phải có con này đắp vô để cho nó xài này trước, đơn giản vậy thôi. Trong máu lấy trước, ưu tiên nó nhanh, nó cũng khôn không mà. Tại vì khi mà cục cơ của bạn muốn chuyển thành năng lượng á, nó phải xảy ra những cái quá trình hóa học phức tạp lâu lắc trong đó. Cơ thể mình, não mình đã điều khiển, mà não mình là cái CPU Core i mấy chục á đó. Nó nói là thôi mày cái này khó quá, uống mẹ này vô cho nó nhanh cho tao, lấy cái này trong máu xài sướng sao, đúng không? Tự nhiên lôi đâu trong ngân hàng ra đập đá lùm la xử lý hóa học ABC các kiểu mệt đó. Thì cái thằng BCA nè, glutamine nè, và những cái thằng điện giải nó có tác dụng phục hồi nè. Nó có tác dụng phục hồi nha, không có tác dụng năng lượng nha mày. Năng lượng là nào? Là hai thằng nãy. Đẩy tạ cần cáp, cần creatine. Đẩy tạ không cần BCA, nhưng mà cái BCA là cái phục hồi, cái bảo kê cơ bắp, cái bảo kê thể lực của bạn. Do đó nói là này, intra hoặc cao nó có gì đó nó sai sai. Không đủ. Nên qua cái gì, Vinh Di phân tích, thằng này đắp ao cái một. Thằng này nó có BCA các bạn, nó có đồ rồi nha. Nó có BCA đó, đây coi coi. BCA của nó cũng hơi bị men á. BCA có bao nhiêu đâu, đâu mất tiêu rồi. Tỷ lệ 11:1. Trời đất ơi, bạn nhìn nè. Nó có một cái công thức có tên là, có một cái thương hiệu tên là Prosynthagen. Bạn đọc nhãn đi. Đó, bạn đọc nhãn Prosynthagen nó gồm có những cái gì. Nó gồm có một yếu tố đó tăng sự tổng hợp protein phức tạp lắm. Tạm hiểu đi, khối lượng là bao nhiêu? 5.050 mg. Mà trong đây nó gồm có gì? À, nó gồm có 30% glutamine nè anh Di ơi. Ủa glutamine nó chi vậy? Anh Di nói rồi, glutamine tác dụng phục hồi. Rồi tiếp còn có BCA không nha, hồi hộp rồi nha. Có BCA không? Rồi có BCA luôn. Có BCA luôn. Bà già nó mà tức cái không khai BCA nhiều mới đau chứ. Chắc cũng cỡ 2g, 3g gì cũng đó đó bạn. Thì giờ trừ ra đơn giản mà đúng không? Trừ ra thôi chứ có gì khó đâu. Học toán giỏi mà. Cái này là nhiêu? 5050 đúng không? Rồi ok chơi luôn. 5050 mà kia chiếm 30 đúng không? Thì nhân cho 0.3. Bạn vậy đó có nhiêu? Có 1.5g glutamine,
Rồi thằng kia 5050 nhân cho 0,7 bằng 3,5 gram, 3,5 gram BCA. Mà 3,5 gram BCA tỷ lệ 10:1:1 nha bạn. Bạn phải hiểu cái tỷ lệ 10:1:1 nha. Tất nhiên cái tỷ lệ tối ưu của BCA mà người ta phát minh nhiều, người ta sản xuất nhiều đó tỷ lệ 2:1:1. Nhưng mà trong ba thằng BCA đó thật ra cái thằng Lucin là cái thằng quan trọng nhất, cái thằng có đại ca đó. Cái thằng đó càng nhiều càng VIP. Đó, mà bây giờ mình tính gam Lucin trong đây là bao nhiêu? 3,535, thằng kia là 1:1:1 vậy nhân cho 0,9. Anh Duy tính toán nhanh lắm, tụi em cứ không hiểu á, mở tua lại nghe. 0,8. Ờ đúng rồi, 0,8. Chết bồ rồi, lỡ nhấn chia 0,9 rồi sao ta? 0,9. Hồi chia thêm 0,1 trừ cho 0,1 nữa. Thôi bị nhức đầu rồi đó, thôi kệ lấy số gần bằng thôi. Rồi, 3,1 làm tròn 13 luôn. Này 3,2 nha bạn, 3,18 làm tròn 12. Giờ rút gọn xuống còn 3 thôi. 3 gram. Thằng cu bên đây được nhiêu? Anh đang so con số thôi nha em. Thằng bên đây là được 3,5 gram lysine, nó hơn được chút xíu bạn. Nếu mà xét vi xe này hơn được chút xíu. Còn chất thì không biết. Chất thì nói thiệt không biết nào hơn nào luôn nha. Đó. Thì qua những gì phân tích vừa rồi á, thì ở thằng này nó có cái gì? Có cáp siêu nhanh, có retin siêu khủng, có lysine siêu trâu, có glutamine chấp nhận được. Đủ là min trao hoặc cao chưa bạn? Bạn trả lời anh câu công bằng, đủ là min trao hoặc cao chưa? Đúng không? Còn thằng này có gì? Thằng này trùm BCA, được bổ BCA thôi. BCA thêm điện giải, ừ cũng được. Vậy đó, glutamine, ừ cũng được. Đó, nên trận đấu này ai thắng ai thua bạn biết là gì? Các bạn muốn hiểu là hai sản phẩm bạn phân tích chuyên sâu như vậy đó, bạn mới có thể hiểu được. Chứ giờ bạn nhìn vô bạn không biết nào hơn nào. Rồi giờ nói về giá, trợ giá 900k, 40 lần dùng, rẻ bèo. 900 chia 40 bằng 22,5 ngàn. Trời ơi, intra bột cao rẻ như nước mía vậy trời. Tại sao bạn? Tại BBT trợ giá nè, rẻ nước mía. Rồi thằng này chịu tư 90, thằng này BCA thôi, thằng này chắc rẻ hơn rồi, chịu 4 chia 90 bằng thằng này có 15.500 à, thằng này rẻ, thằng này nước suối luôn rồi đó. À, vậy thì hiệp đấu này nếu mà xét về intra bậc cao nha, thằng này đi vô hòm, đồng đội thằng kia về hốc xác nó đi, chịu không nổi đâu. Rồi tiếp tục chúng ta đi mở rộng. Thì trong cái quá trình tập luyện chúng ta, trước tập, trong tập và sau tập, thì những cái quá trình nó nhạy cảm, nó cần những cái yếu tố nhanh, nó cần những yếu tố cả phục hồi ATP lẫn cả phục hồi là cơ bắp. Thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm này luôn. Thằng này mở rộng phòng đi ra, trước tập xài cũng được, trong tập xài cũng được, sau tập cũng được. Và tương tự thằng này cũng như vậy. Đó, cách dùng của một sản phẩm á, thì tụi em phải hiểu bằng chỗ á, là tôi dùng sản phẩm đó vào thời điểm đó tôi được cái gì và tôi mất cái gì, đúng không? Trong tập tôi cần nhanh thôi. Như anh Duy đã phân tích, các bạn có phân tích những gì? Trong tập tôi cần ATP và tôi cần không mất cơ. Sản phẩm này có giúp tôi được chuyện đó không? Đủ hay không? Bây giờ đá ngang qua. Giờ trong tập em cần phục hồi ATP và không mất cơ, thằng này được hay không? Nhìn sơ sơ thấy cũng có vẻ được rồi đó. Nhưng mà lỡ sáng nhìn đói thì sao? Đúng không? Sáng nhịn đói thì phải có C4 mát. Đó, còn không hay chấp nhận xỉu, ói, đau bụng, đủ kiểu hết, thiếu cáp mà sao tập. Còn giảm cân, chấp nhận, quen. Giảm cân thì phải chơi chiêu khác nữa. Tùy vòng đó nó mập nhiều mập ít nữa bạn. Mập ít cho uống C4 mát, mập nhiều thôi chịu khó uống này thôi. Tập đổi phương pháp lại. Nó nhiều cách tính lắm nha tụi em, nó phức tạp lắm. Chứ không phải nó đơn giản, tụi em lên mạng, tụi em tìm internet, thấy bài này viết hay quá vậy, áp dụng cái bụp vô chết ngắt. Bốn cái chân đưa lên trời, chiếc xe lam từ từ lăn bánh chở em vào nghĩa địa bình yên luôn. Còn kết hợp hai thằng kết hợp sao? Đúng không? Nhớ, thằng này trước trong sau tập được, thằng này cũng vậy, trước trong sau tập được. Rồi, kết hợp hai thằng sao? Đó, 24 giờ trong ngày. Đương nhiên thằng hai thằng này không có thằng nào uống buổi tối hết nha. Tối thì phải lên đồ 8 hoặc là casino nha mấy em. Rồi bây giờ mình đang nói, tại vì hai cái thằng này em phải hiểu nó là, nó không phải là sản phẩm bổ sung protein,
nó không phải là sản phẩm phục hồi chậm mà nó là sản phẩm phục hồi nhanh đó. Sản phẩm phục hồi chậm là cái gì? Là mấy dòng protein đó, nó là phục hồi chậm, nó là mass gainer, nó là phục hồi chậm. Còn sản phẩm phục hồi nhanh là mấy thằng nội này nè, phục hồi nhanh. Vậy thì dùng sao đây? Thằng này đó rồi, trong tập trước tập sau tập, thằng này đi ngủ, vậy biến cái khác đi cho con chơi. Vậy thôi, đúng không? Đó, vậy là dân đại gia thì sao? Trong tập trước tập sau tập. Thôi trước trước tập trong tập sau tập ba lần nó nhiều quá. Giờ cho trong tập sau tập hoặc là trước tập sau tập. Đó, chọn hai thôi. Bỏ một cái đi, không chết đâu sợ. Dân đại gia nha. Dân đại gia, rồi. Thời gian trong ngày tập thằng này cho nó rẻ vậy thôi. Trong ngày tại vì sao? Tôi cần đủ rồi, rồi tin là tôi đủ cáp đủ kiểu tên rồi. Đó là lý do là tại sao thấy anh Duy Nguyễn sau khi anh uống cái này là biết anh cần nghỉ rồi đó, đúng không? Đúng. Em cho anh muốn đáp bắt tơ mặt trời tối đen đi em, là biết là cùng lắm ông đạp chừng 15 phút nữa là ông nghỉ à. Tại lúc đó phục hồi rồi tập chi nữa, đúng không? Còn mà nghe mà anh Alpha Amino hoài đi em là biết còn tập nữa đó. Bạn dễ hiểu anh lắm. Rồi dân đại gia nha, đại gia thì mày hai phát trước trước tập hoặc là sau tập hoặc là trong tập hoặc sau tập tùy bạn. Còn dân mà bình thường á thì phát thôi. Chọn thời điểm quan trọng nhất trong tập. Chọn thời điểm quan trọng nhất là trong tập nha. Còn những thời điểm khác xài thì cho nó rẻ vậy thôi. Vậy thì quý bà gia xài nào? Chắc chắn là phải này rồi, những hoạt động trong ngày xài này. Những hoạt động mà không đòi hỏi cái sự quan trọng lắm á thì xài này. Đó là sự kết hợp. Tại vì thằng này được cái nó rẻ thiệt mà. Nó rẻ tại nó có mỗi cái PC thôi. Buồn ngủ xài này. Quay school xài này. Nếu mà so ngang cửa thì Dark Master nó là cái intro hoặc cao chính hiệu rồi. Mấy thằng PC tuổi gì? Đúng không? PC không thể nào mà so ngang được chứng này cả. Rõ ràng dựa vào bài phân tích anh Duy nói gì phải có tình có lý. Phân tích phải có trước có sau. Chứ không có cưỡng từ đọt lý em. Đâu phải nói này là nói đâu. Nó trước khi mà nói cái này nó thiệt với bạn. Anh uống là phải cỡ như là 5-6-70 hũ tới. Chừng chục hũ này thôi. Chục hũ này thôi, thằng này cũng phải 2-3 hũ thôi nè. Còn nguyên dòng họ bị xe anh uống biết bao nhiêu thứ luôn rồi đó bạn. Anh mê nhất thằng co. Đó, anh uống bc mốt anh Duy chia sẻ cách uống bc của anh trong một vlog, trong một cái school, và Duy sẽ giải thích tại sao anh Duy uống như vậy. Đó. Nguyên bộ này anh Duy không bỏ thằng nào luôn, mấy em tin không? Đó, nguyên bộ này nè, anh Duy không bỏ thằng nào mà anh Duy uống trong ngày được á. Là đưa lên cho tụi em đây, nếu mà là tụi em muốn sao? Ý cuối cùng của chương trình này. Ủa vậy thì hai thằng này đấu với nhau đúng không? Tại sao cái thằng một chết một còn làm gì vậy bạn? Hợp tác hòa bình nhau đi cũng được sao? Đúng không? Làm cho buổi tập chúng ta càng mạnh hơn, không được sao? Tại sao đấu chi một chết một còn? Đó không? Đó là lời đề nghị của BCA. Thấy thua phải đề nghị. Thôi giờ nói chung là huynh đệ chúng ta dù gì cũng là sinh ra trong lò súp, cũng phục vụ huynh Duy Nguyễn tập tạ thôi. Đúng không? Bây giờ gọi là người vợ cả, người vợ bé đâu có quan trọng gì đâu. Quan trọng là chúng mình hòa thuận. Anh Duy Nguyễn tập luyện có hiệu quả là được rồi. Thôi cho chị làm vợ cả, em làm vợ bé. Vậy thì sao? Pha trộn chung thứ muỗng xong. Yeah! Đúng không bạn? Đúng không? Không vi phạm nguyên tắc nào cả. Thằng nhanh pha chung thằng nhanh, đẹp. Chừng nào thằng nhanh pha chung thằng chậm, mới sai. Các bạn nhớ nguyên tắc cho anh. Quay đang nhanh pha viên sữa gì vậy trời? Bạn thấy bạn sai chưa? Quay đang nhanh, pha chung như sữa chậm như rùa. Sai nặng rồi. Thằng này nhanh, hai thằng đi chung với nhau. Siêu nhanh. Quá đẹp. Đó là giải pháp tuyệt vời. Đúng không? Nếu mà tiền bạc không là vấn đề thì thằng này đang là hai mấy ngàn. Thằng này thêm 15 ngàn nữa cũng có 40 thôi chứ mấy. Đúng không? 40 ngàn. Mình trải nghiệm một cái đẳng cấp trong gym. Quá đáng. Đúng không? Quá đáng. Quá xứng đáng đó nha bạn. Thì phần vừa rồi cũng xin khép lại video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình TH Law School. Qua chủ đề này sẽ mang lại cho bạn một nhiều kiến thức mới, nhiều cách nhìn mới hơn về ATP, nhiều cách nhìn mới hơn về sản phẩm intra workout thực thụ.
Chúc các bạn có những cái buổi tập luyện thành công với những kết quả thể hình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like, subscribe và share video chúng tôi. Các bạn có thể theo follow Facebook Duy Nguyễn tại địa chỉ facebook.com/duybbt để được theo dõi lớp học này một cách trực tuyến nha các bạn. Có thể tương tác với Duy Nguyễn luôn. Xin thân ái kính chào, cảm ơn các bạn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Xin thân ái chào các bạn.